Hôm qua về muộn, mẹ phàn nàn, đau hết cả đầu. Mà cái chuyện lên trang trại mà, khi em đừng nhận nữa, mất thời gian. Em đã nói với anh rồi mà, anh Vũ trưởng khoa của em đang muốn xây nông trại giáo dục, anh ấy nhờ em tư vấn thôi. Mà có tiền không? Anh em đồng nghiệp, tiền nong gì? Thế thì bớt hàng hái đi, tập trung lo việc nhà chứ đừng có chảnh mảng quá thì mẹ phàn nàn đau đầu lắm. Anh với mẹ suốt ngày cửa hàng quần quật rồi, mệt mỏi lắm rồi. Mà thống nhất là em làm việc nhà nước để có nhiều thời gian chăm lo việc nhà. Bố, con đây ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Con ra ngay. Bố sang đây đi ạ. Bố đang uống cà phê đầu ngõ, rủ em ra uống cùng. Không hiểu là có chuyện gì nhỉ? Có gì thì bố nhắn tin hay gọi điện thoại. Mà thôi, anh không uống với bố đâu. Anh phải ra ngoài cửa hàng, mỗi mình mẹ ngồi đấy. Cất cái này đi. Mẹ con chiều nó quá, cái gì cũng làm hộ nó, cho nên nó không làm được cái việc gì cả. Bố nói cứ như là em toàn bỏ việc ấy. Không phải là bỏ việc, mà là bị đuổi. Sao ạ? Em toàn bị đuổi việc ấy hả? Bố không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Đã biết có tinh giản thì phải cố gắng mà thay đổi. Ở đâu người ta chẳng ghi nhận sự thay đổi, sự cố gắng. Con nghĩ hay là có lý do nào đó. Bố cũng chả biết phải làm gì với thằng này. Hôm nay trước mặt bạn bè, nó làm cho bố cảm thấy nhục. Ai cũng nghĩ rằng là con cái của mình thì công việc đàng hoàng tử tế rồi. Nhưng có biết đâu rằng thằng con trai bỏ việc, chạy xe kiếm tiền ở ngoài đường mà bố không hề hay biết gì hết. Theo con thì bố có đáng lắm mặt là bố nó nữa không? Bố, bố cứ bình tĩnh đã. Con nghĩ là có thể có lý do nào đó. Bố cứ để con nói chuyện với em con xem sao. Bố đừng giận quá, huyết áp lại tăng bố ạ. Là cái thằng đàn ông thì phải có công việc làm ăn cho nó đàng hoàng tử tế. Bố biết là thằng Toàn, nếu làm việc ở trong một cái môi trường thiếu sự giám sát thì sẽ rất dễ mất kiểm soát. Cho nên bố đã tính nhờ anh em bạn bè xin cho nó làm việc trong cơ quan nhà nước cho nó ổn định. Con Yến thì đã buôn bán ở bên ngoài rồi. Nhưng con nghĩ bây giờ em con lại làm cơ quan nhà nước, giờ hành chính đơn thuần, cậu ấy sẽ không thích đâu. Nhưng với năng lực của nó thì không có công ty tư nhân nào người ta muốn nhận nó cả. Hơn nữa nếu có làm thì cũng vẫn chỉ là hợp đồng, sau này chẳng có cái quyền lợi gì cả. Em con vẫn có thể đóng bảo hiểm mà bố. À, bố có nhớ cậu Khôi, em bên đằng chồng con không? Lần trước bố có xin cho cháu của cậu ấy vào làm tòa soạn chỗ chú Hùng ấy. Con nói việc đó để làm gì? Công ty của cậu Khôi kinh doanh tự do, biết đâu lại có công việc phù hợp với em Toàn nhà mình. Mà chỗ đó chắc không phải xin xỏ gì nữa. Quan trọng là em Toàn phải chủ động thôi bố ạ. Thì cũng phải có lời với chú ấy. Thôi được, để bố hẹn gặp chú ấy xem sao đã.